Giờ các bạn, ta sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà scan hai mặt của máy 2520D, 2701D và 701 Vdup ha. Thì đây, đầu tiên có hai có văn bản cho mặt scan cái văn bản hai mặt này. Trang đầu tiên là hướng dẫn cài đặt wifi main rồi đây. Rồi, đầu tiên bây giờ sẽ bỏ vào máy. Đây đây, chọn nút scan. Lúc này màn hình nó xuất hiện là scan select mũi tên lên và xuống, bấm mũi tên xuống. Scan to PC, bấm OK. Rồi, email nè, hình ảnh. Email, file. Chúng ta chọn email ha, bấm OK. Change setting, chúng ta muốn thay đổi cái cài đặt hay không? Nếu không thì bấm no, muốn thì bấm yes. Rồi, thử bấm yes xem nó có gì ha. Khi bạn bấm Z thì nó sẽ hỏi là color là màu là trắng đen hay là màu xám, thì chúng ta sẽ scan màu ha. OK, độ phân giải có 100 dpi, 200, 300, 600, chọn 600. Rồi file gì, file PDF và file JPEG là file ảnh. Rồi giờ chọn thử file JPEG, file PDF. Rồi bấm OK. Khổ giấy A4, letter, vegan A4, chọn OK. Rồi remove, OK luôn. Rồi restart, lúc này màn hình nó báo là restart thì các bạn sẽ bấm nút start màu xanh này. Rồi connecting to PC, nhưng mà máy nó sẽ chạy. Và ở trên màn hình laptop mà máy tính nó cũng sẽ hiển thị nó chạy luôn, đang chạy, thấy không, đang chạy ha. Rồi, khi máy scan xong mặt đầu tiên, máy sẽ hiển thị, máy sẽ báo với các bạn là NetPay. Một là NetPay nghĩa là có muốn scan mặt tiếp theo hay không. Nếu các bạn bấm số 1 là Yes, bấm số 2 là No. Rồi, còn với máy 2520D hiện tại chúng ta đang bán thì chúng ta sẽ, nó không có màn hình, không có bàn phím, thì chúng ta sẽ một là chọn Yes bằng cách bấm mũi tên lên, No và mũi tên xuống. Thì đây mình sẽ bấm số 1 là Z nè để scan một mặt tiếp theo ha. Rồi bấm 1. Rồi đen rest OK, màn hình cho mình hiển thị nè. Thấy chưa? Lúc đó chúng ta sẽ có tờ giấy hay mặt lại. Đấy, thứ hai rồi. Bấm lại, bấm OK. Máy nó sẽ tự động nó chạy scan mặt thứ hai. Các bạn thấy ha, máy đang scan chạy và đang scan mặt thứ hai, nó sẽ tự động nó chạy trên màn hình máy tính luôn. Rồi khi scan xong mặt thứ hai trên màn hình máy, nó sẽ báo tiếp tục NetPay, là muốn scan tiếp mặt hay không? Thì tờ giấy chúng ta chỉ có hai mặt thôi, thì lúc này chúng ta sẽ bấm No. No TT nghĩa là báo hiệu là đã scan xong. Thì lúc này ở trên màn hình máy tính nó sẽ tự động hiển thị luôn. Đây là cái file PDF. Đây là cái file PDF trang đầu tiên. Đây là trang thứ hai, cùng một file PDF luôn. Rồi, đó là đã xong phần scan ha. Thì cái sự khác nhau của máy 2520D và máy 2701D nó chỉ là có bàn phím và không có bàn phím thôi.
2520D không có bàn phím thì chúng ta sẽ bấm mũi tên lên hoặc xuống. Còn nếu mà 2701D hoặc là 2701D đúp thì chúng ta bấm số 1, số 2 thôi. Rồi, cảm ơn các bạn.